Xin chào anh em. Ở trên kênh của mình thời gian vừa qua thì mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều những chiếc đồng hồ Bulova đối với anh em, những chiếc đồng hồ Egin form the Mizolex liền khía, cũng rất là nhiều anh em ủng hộ rất là nhanh. Đặc biệt là những chiếc đồng hồ Bulova và những chiếc Egin thì thường được anh em rất là ưa chuộng. Dòng đồng hồ Bulova Super Slide Clinded the Mi như thế này thì ở trên kênh của mình cũng thời gian vừa qua cũng giới thiệu 5-6 chiếc và cũng rất vui và được anh em gần xa ủng hộ rất là nhanh. Và phiên ngày hôm nay thì mình cũng có về thêm được một chiếc đồng hồ Bulova Clinded dòng Form Rolex, dòng máy cơ automatic chuẩn Thụy Sĩ. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng là chỉ thiếu hộp thôi, nó còn rất là mới. Nói chung là độ mới của chiếc này nó còn khoảng tầm 98-99% luôn. Niềng khía, dây đờ mi, bọc vàng rất là đẹp. Khóa của nó là khóa zin, búp khóa có chuyện logo của Bulova. Dây khóa còn rất là đẹp luôn, niềng khía bắt sáng rất là mạnh, núm của nó núm zin, còn rất là đẹp. Chiếc này thì nó có cái bộ kim và các cọc số là màu vàng nổi khối, bắt sáng rất là mạnh luôn, kim giờ kim phút và có vạch dạ quang. Ở đầu các cọc số thì cũng có đều chấm dạ quang luôn. Có một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ, lịch xe nhanh. Máy cơ automatic chuẩn Thụy Sĩ 17G, có cả chức năng lên cốt phụ. Chiếc này thì đặc biệt là lên tay rất là đẹp luôn, form chuẩn Rolex. Và nó sở hữu cái mặt dial là màu vàng mỡ gà chảy tia từ tâm. Anh em lên tay nhìn nó sẽ rất là đẹp. Kính của nó là kính zin, kính khoáng có lúp, núm zin, có chuyện logo luôn. Nói chung là những chiếc như thế này thì anh em nhìn cái form của nó thì không khác gì những chiếc Rolex form kiểu dòng Rolex Vintage hoặc là những dòng Rolex 4 số, 5 số thì nó rất là giống. Nói chung là những cái dòng như thế này thì anh em chơi, nếu như mà anh em yêu thích những dòng Rolex ấy, mà không đủ điều kiện để có thể lên được những dòng Rolex thì anh em có thể chơi những dòng Bulova như thế này để nó rất là tiết kiệm chi phí và nó cũng lên tay cũng rất là đẹp. Nói chung là những cái dòng Bulova Thụy Sĩ như thế này thì anh em chơi ưa chuộng cực kỳ là nhiều luôn. Đó, thứ nhất là cái form của nó là chuẩn Rolex. Thứ hai nữa là cái giá thành của nó hợp lý. Thứ ba nữa là nó là hàng chuẩn chỉ Thụy Sĩ chứ không phải là những giống như là những chiếc đồng hồ fake ở trên thị trường. Nói chung là đối với nhiều anh em mà thích chơi thương hiệu ấy, thì anh em có thể bỏ 10, 15, 20 triệu ra để mua những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hàng rep 1/1. Để anh em phải đeo để lấy cái thương hiệu thì với cái giá tiền đấy anh em có thể thêm bớt có thể thêm 2-3 triệu nữa hoặc có thể là trong tầm giá 15 triệu anh em cũng có thể mua được những chiếc Bulova như thế này. Hình thức có thể nó kém hơn một chút để anh em chơi thì nó sẽ chuẩn chỉ hơn là chơi những chiếc đồng hồ hàng dép. Dù sao thì đeo những chiếc đồng hồ xịn ở trên tay thì nó vẫn hơn là những chiếc đồng hồ fake hoặc là những chiếc đồng hồ nó không chuẩn. Chiếc này thì mặt sau của nó cái medal Bulova và cái logo Bulova của nó còn cực kỳ là đẹp luôn. Thông số của nó còn rất là chuẩn. Chiếc này thì mình đo ở trên máy của nó thì nó chạy với sai số là chỉ cộng trừ từ 0 đến 1 giây một ngày thôi anh em nhé. Rất là chuẩn. Chiếc này của mình, chiếc Bulova màu trắng này thì nó cũng chạy 0 đến 1 giây một ngày. Thông thường để bình thường như này nó chỉ chạy với sai số là 0 giây một ngày. Chiếc trắng này mình về cũng được khoảng tầm một tuần rồi, tuy nhiên là mình còn đang để chơi cho nên là mình chưa lên giao lưu với anh em. Chiếc trắng này thì nó size nó to hơn một chút, nó là size 37. Còn những chiếc đờ mi như thế này thì size của nó là size 36. Dây của chiếc này còn rất là dài luôn. Nói chung là những anh em nào mà tay khoảng tầm từ 18,5, 19 nó vẫn còn dư 1 đến 2 mắt, tay 19-20 đeo cũng rất là vừa. Anh em nhìn tay của mình, tay 18,5 đeo những chiếc form Rolex như này còn rất là đẹp. Nói chung là đeo những chơi những chiếc như thế này thì hơn là anh em chơi những chiếc Rolex hàng fake rất là nhiều luôn. Đeo những chiếc như thế này trên tay nó vừa đẹp mà nó lại là chuẩn chỉ luôn, hàng chuẩn Thụy Sĩ luôn. Rất là đẹp.
Nói chung là ở trên kênh của mình giới thiệu những chiếc như thế này thì hầu như là mình cũng không còn giữ được một chiếc nào để chơi cả. Đa phần là anh em khi anh em gặp và hợp nhãn thì anh em giao lưu rất là nhanh. Chiếc này còn trong tình trạng nó rất là mới luôn, nói chung là chỉ còn thiếu hộp thôi. Cực kỳ là đẹp. Chiếc này trong tình trạng là zin đẹp xuất sắc luôn, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 18,5 triệu. Rất là đẹp. Anh em nào quan tâm thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Chiếc này thì nó vẫn chống nước đi mưa đầy đủ anh em nhé, núm ren chống nước rất là tốt. Đeo những chiếc như thế này thì anh em có thể đeo vào những ngày trời mưa đấy, hoặc là những ngày anh em nắng mưa anh em đeo rất là thoải mái. Còn anh em nào thích chơi vintage thì anh em phải kiêng nước mưa, tại vì cái dòng vintage là nó không có chống nước được. Anh em chơi dòng vintage là đa phần anh em phải có cái thị hiếu là giữ gìn, thú chơi nâng niu cái chiếc đồng hồ mà mình khó khăn lắm mới có thể sưu tầm được. Ok, xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại ở các clip sau.